Hello, không ăn chờ anh em. Hôm nay lên sóng cho anh em một con MTE xanh đen thắng đĩa nha anh em. Lâu lắm rồi Hồng An mới tuyển chọn được một con MTE mà xanh đen, đúng gốc xanh đen luôn nha anh em, thắng đĩa cuối 2000. Xe này số máy anh em coi nè, cuối 99 anh em ơi, quên nữa nha. Cuối 99. Ba con không đầu nha anh em ha, cuối 99 MTE nha anh em. Thì nói chung là tình trạng con xe này là hình như là còn nguyên zin hết. Hồng An kiểm tra rồi anh em ơi, chỉ có khúc trước á, Hồng An bỏ đi sơn vàng áo lại, khúc xanh ngọc này nè, bỏ đi sơn vàng áo khúc trước, vàng sau là sơn zin, và đặc biệt là dán bộ tem 650.000 đúng tem Thái. Anh em nhìn cảm nhận cái bộ tem đẹp lắm anh em ơi, đúng là hàng Thái nó có khác anh em, tiền nào của nấy, đẹp rất là đẹp. Xe này máy nguyên zin cho anh em ha, đầu nồi chưa chạm, bảo hành máy 20.000. Và xe này nói chung là Hồng An cũng có dọn sơ là sao anh em, thay bao tay, thay gù, vẽ ra cái cùm, thay cặp kim, hai tay thắng luôn anh em ơi. Thì xe cũ mà, nói chung là mình cũng có chỉnh sơ sơ ha, anh em về đi luôn, không có cần tốn kém nhà nào hết. Hồng An cố gắng làm những cái đồ theo xe cho nó đẹp, còn cắm đùm nền là đúng theo xe, kể cả vàng bạc vàng cuộc luôn anh em ha. Cắm lên anh em. Đùm liền theo xe nha anh em. Bạc zin nè. Liền nè. Này cuối 99. Theo zin nha anh em. Xe khá là đẹp đó anh em ơi. Chạy dầu zin nè. Áo nói chung là Hồng An bỏ đi sơn mất tiền lắm anh em ơi, sơn vô màu lắm. Nói chung là sơn là nhìn như áo zin là 90 luôn đó. Sơn rất là mất tiền, dù sao nó đẹp là được rồi anh em ơi. Cái công nghệ sơn bây giờ mình nói thẳng nha anh em ha, nó còn đẹp hơn những cái bộ áo mà hàng Thái mới đó đó. Đằng sau sơn zin nha anh em ha, ở đây còn đẹp lắm anh em. Cái sơn là vàng xanh ngọc thôi, áo cũ nó bị chày quá nên ra phải làm cho nó đẹp, thay bộ tem. Lốc đẹp anh em, lốc zin nè, lốc treo máu còn màu luôn anh em. Sơn zin nè, ồ nè, sơn zin theo xe luôn anh em, bộ zin theo xe luôn anh em ơi. Con xe này nó cũng chuẩn là một con xe mộc của anh em ha, đúng xe mộc nha anh em. Gấp zin nè, theo xe. Số anh em ha, năm số ngay chủ nha, công chứng ủy quyền mua bán đều được nha anh em. Mềm lắm.
chính là nè, vàng zin luôn anh em ơi ha, mút zin. Xăng lớn nè, thì mấy con này, xe này nói chung anh em là về chơi là ok rồi, giá cũng không có cao đâu anh em ha. Đặc biệt anh em được cái xe xanh đen hai màu MTE, máy móc nguyên zin chưa chạm, bảo hành máy 20.000 nữa anh em. Sao trùng mã luôn nha anh em ha, trùng mã luôn nha anh em, cũng khá là đẹp đấy, xe chất mộc anh em, gấp nè, xe mộc, tem, đứng trong nghiêng theo xe trơn, số cũng còn luôn anh em. Có sườn này, xe này cái sên cam nó hơi bị giãn đó, ngày mai mình sẽ tăng đưa chút xíu, sên cam nó hơi bị giãn anh em đó, mình sẽ tăng đưa cái ti tăng cam, cái lò xo nó hơi nặng chút xíu là ok luôn á. Rô à, xe này sên cam chưa thay mà anh em, sên cam zin mà. Xin cam chưa thay luôn đó anh em ơi, xin cam zin hết á, mai tăng đưa đó là chút xíu chuẩn luôn anh em. Xin cam mà giãn nó có tiếng này anh em, xin cam mà giãn á cũng giống như sợ sên sên nhông dĩa thôi. Ở mình có cái lò xo ti tăng cam á, mình cho nó tăng đưa nhẹ chút xíu, nặng chút xíu là ok liền à. Anh em muốn thay thì nó quá dễ rồi, mình có tăng đưa nó lên, khi nào mà nó tăng hết được thì mình là thay đây anh em. Máy như xe điện anh em ha, máy rất là chắc. Xe đời thấp lắm anh em ơi, ET trừ mấy, ET thấp lắm anh em, cái cuối 99 mà anh em, đời thấp. Đó, em coi kìa, zoom không được cho anh em, ET trừ 2 gì anh em, đúng không? Là thấp lắm, này cuối 99 mà, ba con không đầu mà anh em. Xe mà đời á 99 2000 anh em biết dễ lắm, anh em có số khung số máy á, là nó ra đời hết trơn à, chẳng hạn như ba con không, hai con không hoặc 80 đầu vậy đó, nó ra được cái đời à. Chứ khi anh em không có, đừng có nhìn cái cà vẹt xe, nhìn cái số khung số máy nó ra được cái đời anh em à. Đẹp, lâu lắm rồi mới một chiếc như vậy anh em ơi, mã chắc lắm, đi nhẹ. Nhẹ lắm nha anh em ha, chứ không có chả lớn đâu, chả lớn quá thì máy nó còn gì là nồi nữa anh em, chả lớn là nói chung mà nồi nó cũng lỏng bị rơ nhiều lắm rồi, nồi chả nhỏ nhỏ thôi thì cảm nhận được những cục máy này đi nhẹ lắm, bền lắm anh em. Chỉ có sân cam này mình sẽ cố gắng mình sẽ tăng đưa chút xíu nữa là ok ha. Để xe mọc, máy mọc ha. Đặc biệt là anh em chạy xe này đi số 4 số 3 mạnh lắm,
nồi zin mà anh em. Đấy. Dạng chút xíu thôi à. Rồi, cho một con xe rất là ok cho anh em ha. Xe 5 số rút cấp cũng nhanh lắm anh em. Một tháng là có hồ sơ cho anh em liền. À, đặc biệt là xe này chất xe mộc. Chỉ có sơn là vàng áo, là vàng ngà, vàng trước. Và bộ tem anh em nhìn kỹ bộ tem đẹp đó anh em ơi. Anh em có chơi xe cố gắng mua những bộ tem Thái mắc tiền đi. Tôi rằng nó 600 mấy chục ngàn cho anh em xài cũng hết à. Thà mình lên cái hình xe nó đẹp lắm, chưa ba cái tem chăm ngoài sao xài anh em. À, tem Thái nè, em nhìn này. Đẹp. Chứ nó mỏng lắm anh em ha. Bây giờ nó mỏng lắm. Mấy caro nó nè. Đẹp lắm. Rất là đẹp. Chứ đừng có ham rẻ xài chi anh em. Thời gian thứ nhất là nó cũng rách, cũng xấu à. Quá đẹp. Đa số mình mấy cái áo mình sơn lại dán tem đều là mình chơi hàng mắc tiền không à. Có một lần 600 mấy với nhiêu, đâu có là mắc lắm đâu anh em ơi ha. Nhìn ăn chút xíu là mình được bộ tem rồi. Mà cái bộ tem thì nó đi trên chiếc xe mình theo 5 năm, 3 năm, 10 năm là bình thường. Chứ mình chơi tem rẻ tiền nó lâu ngày nó sẽ bạc, nó bay, nó xuống màu, nó không đẹp. Thứ nhất là nó bị xuống màu. Nhìn vào nó cũng biết là tem ba lớp rồi. Đó. Tem gì nó khác anh em. Rồi, ok anh em ha. Nói chung xe này là không có gì mà để anh em mình đắn đo suy nghĩ đâu. Chỉ có vài ba chỗ Hồng An có chỉnh cho anh em, chẳng hạn như là thay bao tay rồi thay gù cho nó đẹp, tay thắng. Không? Rồi vẽ ra cái cùm hai cặp kim. Kim này có thai anh em ha, cho đẹp là anh em ha, đỏ lại. Đó. Dán hai ba miếng tem, đó. Tem có dán lại nha anh em, đẹp lại. Ngoài ra là nguyên zin nha anh em ha. Đó. Dán cái mỏ. Đó, dàn bạc zin. Đèn chóa zin theo xe hết. Anh em thấy không? Đẹp anh em. À. Rồi, anh em mình chịu khó muốn kết duyên con xe này gọi cho mình nha. Nói chung số lượng MT hiện tại là rất là hiếm. Đặc biệt cái màu xanh đen nữa, anh em kiếm càng khó đó anh em. MTE thắng đùm thì nó nhiều lắm. Còn thắng đĩa mà một màu nó cũng đã hiếm rồi. Bây giờ màu xanh đen hai màu nữa anh em. À. Thì chắc chắn là sẽ khó tìm ngoài thị trường được một con xe như vậy lắm anh em ơi. Cố gắng mình được thì mình chơi anh em ha. À, mua xe này về chỉ có chạy thôi, đi lễ đi Tết. Còn 2-3 tháng là Tết rồi anh em ơi, nhanh lắm, coi vậy nhanh lắm anh em. À, một con xe chất lượng mình đi xa, đi tỉnh, đi chơi yên tâm anh em ha. Đặt cái là bảo hành máy 20 ngàn cho anh em mình cứ lấy đi xa, đi tỉnh chơi đi anh em. Cảm nhận cục máy nó bền hay là không bền, vì Hồng An đã bảo hành máy cho anh em mình rồi, không có gì mà phải suy nghĩ đâu anh em. Còn đi uống cà phê vòng vòng ở nhà, thật sự anh em chạy tới đời cháu chưa hư đó. Một chiếc xe quay Thái, rim Thái mà anh em ở nhà chỉ uống cà phê đi vòng vòng, đi tới đời cháu còn chưa hư nữa. Anh em cứ lấy đi xa, đi tỉnh đi anh em, cho nó đã anh em ha. Xe nó có bao nhiêu tiền đâu anh em, vài chục triệu, cứ lấy đi xa, đi tỉnh, đi chơi đi. Chơi chán rồi mình bán ha, chẳng có lỗ đâu anh em. Quan trọng là bảo hành máy cho anh em rồi đó, anh em yên tâm mình cứ lấy mình đi. Điện thoại của shop anh em. Máy móc này đã Hồng An bảo hành rồi, anh em cứ lấy mình cảm nhận mình chơi ha. Đâu phải xe trăm ngoài triệu đâu, xe cọp đâu anh em, xe cỏ mà khá trung bình mà cứ đi cài đi sướng ha. Không mất mát gì đâu anh em, quan trọng anh em bảo quản kỹ, thay nhớt thường xuyên, cứ đúng ngàn cây cứ thay nhớt một lần ha. Còn ngàn gửi cũng được, mà trong quá trình mình đi xa quá phải thay nhớt, chứ đừng có để mà nhớt cũ thôi anh em. Đó. Còn quá trình dùng không có gì đâu, bá đồ bây giờ nó cũng rẻ lắm, phụ tùng linh kiện bán đầy. Quan trọng là cục máy đó, cục máy mua không được nha anh em ha.
cục máy mà nhão mà yếu mà nó xào nó kêu là thua anh em ha, cố gắng nha anh em. Hồng An chia sẻ rất là nhiều kiến thức lắm á, anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông để mỗi ngày mình đều lên clip chia sẻ những cái xe, những cái kiến thức về máy phụ tùng xe, linh kiện rất là nhiều. Rồi bye bye cả nhà nha, bye bye.